Mình Mình sẽ hỏi không bao giờ gặp lại cậu là nữa đâu cậu hỏi một cái đi. Doraemon ơi. Cho bạn cái đi. Của mình là Zoom Cuteo, mẹ xí mũi đây, ta da. Ok, bây giờ thì mình sẽ qua nhà của Iha, mình nhìn mọi người nhìn tựa đề thì cũng biết rồi ha. Bây giờ mình sẽ qua nhà của Iha để làm cái gì? Để vũ Iha cho anh quỷ Doraemon chứ làm cái trò quà gì nữa? Yeah boy. Quay hey, Doraemon. Doraemon kìa. Tạm biệt nha. Ok, bye vậy? Bye. Anh mới mời nó qua coi vài cái chương trình trên tivi hiểu không? Chương trình trên tivi là chương trình gì ông nội? Đúng rồi, trời ơi, tôi chưa cho nó coi vài chương trình trên tivi. Là chương trình gì á? Ủa, ông Nguyễn ra đâu rồi? Ủa, ông mới đụng thổ mà mới thấy rõ ràng cái ông đụng thổ đâu có thể rồi. Ơ, gì vậy? Ông bị lửa đốt á. Sao kỳ vậy? Rồi. À, là chắc là lửa của cái này nè, để tôi đập nó cho. Được rồi, ông mà kiểu ổng sẽ được hồi sinh, sau đó ổng sẽ trở lại con người như bình thường. Trời ơi, ghê quá mọi người ơi. Đó. Thôi, đánh ông đánh ông luôn rồi. Trời ơi, vừa ông lắm. Lão. Vừa cho ông lắm. Này thì lão. Thì già chết luôn rồi chứ mày ơi. Chọc đầu chọc bố lão này. Rồi. Ông có biết cái câu gì không? Ông có biết câu gì không? Tôi sẽ lòng tỉ ngỗng cho ông coi à. Ông trời tạo ra địa chấn. Phạt cái đầu anh là điểm nhấn. Nhưng mà bây giờ làm gì nè? Đừng có đánh, mất máu chết. Ông quá. Ok, giờ làm gì? Qua đây làm gì đây? Qua vũ qua cho Doraemon chứ làm gì? Chén cái mồ nè, khu phố trời có ơi. Gì chơi vui hết á. Giết vào mấy bạn kêu bà biết gì không? Trời gì? Ơi, chị. Anh đi ha, thôi cháu ngày anh cho anh Doraemon hoài mà. Trong khi tôi cũng cho anh đâu, thấy không? Bà làm mà tôi bị men tiếng luôn, không hiểu luôn. Men tiếng gì là men tiếng, trời ơi. Cho anh đi cho nó vui, không cho thì buồn lắm đúng rồi, đó. Cuộc sống này phải có cho nó mới vui đúng không? Không có cho thì làm sao mà vui được? Không có cho thì sao mà vui người. Được? Cái gì? Tao. Hôm nay ai từ ngoài nha. À, bây giờ hôm nay mình sẽ cho gì đây? Có ý tưởng không? Quyết định. Tôi sẽ cho anh bằng cách giả làm Suzuka. Suzuka là gì? Suzuki hả? Suzuka. Suzuki là xe máy mà. Shizuka. Má đúng ơi, rồi, Suzuka. Trời ơi, lộn tên má ơi. Vậy nói đại là Suzuka đi. Suzuka. Đá cho sụm nụ giờ nha. Ngoài à. Đá cho mình sụm. Ê, có gì không? Cho ăn miếng đi, hết máu rồi, sắp chết rồi. Có làm thì mới có ăn. Không làm không mà đòi ăn. Đòi ăn. Thì chỉ có ăn. Té sắp chết luôn rồi nè. Đây, ở đây tôi có hai cây bật nướng, bà ăn cây, tôi ăn cây. Cái đồ mặc định. Trời ơi, vậy hỏi nè. Sao mày. Đó. Đó, ăn xong chụp rét cho trả ông nè, ông Nguyễn Gia. Ông Nguyễn Gia ơi, chuẩn bị cho tôi bộ đồ của Suzuka, tôi muốn biến hình. Ông hôm nay bị gì đó, nhây đó nha. Ủa, tôi vừa gửi qua okay, cho bà cái chuẩn bị cho tôi bộ đồ nha. Đó. Ok, ok ông. Ok. Đây, biến hình 3, 2, 1, ok. Anh em à, mình đã trở thành Suzuka nhưng mà mình đặt cái quần kia luôn kỳ quá. Đấy, mọi người thấy mình có giống Suzuka mà Suzuka này mặc hơn áo một xíu. Này giống Yamaha. Ờ, phải chứ. Yamaha. Rồi, giờ sao? Giờ quay bánh cho nó đúng không? Ê, đúng nhưng rồi. Mà bây giờ mình qua bánh cho cái gì mới được không? Giả Shizuka là chuyện bình thường. Bây giờ mình phải giả Shizuka mà qua gọi là tỏ tình Doraemon để coi thử. Được, coi cảm xúc của nó làm sao. Tại vì nó biết là Shizuka là người yêu của ai? Nobita thôi. Ở lộn, không phải Nobita chỉ thích Shizuka. Nobita chỉ thích Shizuka thôi. Mà nếu mà bây giờ nó mình yêu vậy là nó bị Nobita giận thì sao nữa? Nobita chửi giận nó luôn á. Tôi sẽ có thêm một cái phòng trống nữa, đó biết là gì không? Tôi sẽ giả làm Mimi khi mà kế hoạch không được tiến triển cho lắm. Hoặc là đến một lớp cao trào đó, tôi sẽ giả làm Mimi qua phụ giúp cho bà một tay nữa. Ok, phá nó nha. Bây giờ tôi okay. Qua trước nè. Đây, tôi dẫn qua cho kiểu như bà là đi lượn nhà đi. Hỏi nhà. Doraemon! Doraemon ơi, có người quen. Trời ơi. Doraemon. Để tôi làm xong việc coi, vui, đang có việc. Ok, đi vô đây nè. Vô đây. Hello Doraemon. Doraemon ai kiếm mày nè? Mình là Suzuka nè, cậu nhớ mình không? Lâu quá tụi mình không gặp nhau rồi. Ôi, bạn thân của tôi. Sao lâu này không có tới thăm tôi vậy? Tôi đợi bên tại này. Tại vì tôi bận quá trời bận luôn á. Bận quá, ủa sao bữa nay giọng nó cũng khác đó hen. Đó, chắc là không có uống nước chanh, nước cam nữa đâu. Cái giọng nghe hơi kỳ. Trời ơi, mày bạn mày đưa địa chỉ cái gì mà đi qua bên nhà của tao mày tôi tao phải dẫn qua đây đó Doraemon.
gì hả? Nhưng mà sao nghe giọng siêu ca bữa nay khác quá vậy? Bình thường nghe nó. Tại vì tôi ở thành phố khác mà. Ông quên à hả? Ở thành phố khác thì giọng phải khác chứ. Sao mà giống nhau được? Không biết sao không? Hồi nãy á, khi mà qua nhà tao, tao thấy như vậy, thấy đi hở vì đi quá trời mệt nên tao đã cho uống một cái loại nước để cho giúp gọi là thanh tăng cái giọng lên, nói chuyện cho thanh chuyện thoát, cho nó dễ là... hơn cu teo hụt mèo. Thôi, nói chung là tao đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Lui đi nha đồng chí Doraemon. Lâu ngày quá không gặp bạn, hôm nay mình thấy bạn đẹp trai hơn rồi á. Cái gì? Sao mà đẹp trai? Bạn là của Nobita, Nobita mới là... Nhưng mà mình thấy ai vậy ta? Cái gì Doraemon? Bạn cái da này nhìn lén tụi mình kìa Doraemon ơi. Trời ơi, ba cái đồ quỷ này người ta nói chuyện riêng. Nhìn trời ơi. Doraemon ơi, bạn đừng có quan tâm bạn kia nữa, quan tâm mình đi. Mình về mình mát Nobita nè. Ôi ôi kỵ, đập tôi. Mình về mình mát Nobita nha. Thôi thôi, Shizuka lại đây mình coi cái này hay lắm nè. Hả? Coi cái gì vậy? Cho mình coi với. Trời ơi. Nè Doraemon ơi. Dạ này bạn có dùng bảo bối nào không? Mà mình thấy bạn cao hơn, đẹp trai hơn rồi đó. Gì hả? Đúng wow, rồi. Vậy là chắc bữa nay mình đã tập thể dục thể thao cái mình đang đẹp lên để mình tán mi. Nè nè nè, bạn đứng kế mình đi, bạn đứng kế mình đi. Đâu? Trời ơi, bạn cao hơn mình luôn. Ôi trời ơi, bạn đẹp trai quá à. Ôi, cảm ơn Siêu Ca nha. Vậy là chiều nay đi chơi với Mimi vui rồi. Thôi, đừng có đi chơi với Mimi mà. Đi với Mimi thì mình sẽ buồn lắm. Ủa, mắc gì bạn buồn, bạn đi chơi với... Thôi, bạn đi xuống đây nói chuyện đàng hoàng đi. Đứa bên đó nói chuyện mệt quá. Thôi, mừng thích chơi với bạn thôi là chơi với Nobita luôn á. Được không? Vậy hả? Chắc là Nobita bữa nay lại làm bạn buồn đúng không? Có phải là Nobita lại dở váy của bạn đúng không? Không có, không có, bạn nói bậy quá. Nobita đâu có dở váy mình đâu. Nhưng Doraemon ơi, mình muốn nói cho bạn nghe một việc này. Mình đã giấu rất là lâu rồi. Gì ơi gì? Thật ra kẹo sữa Nikita được làm từ sữa. Vâng, rất là thích bạn. Doraemon ơi. Hả? Ủa? Ai kêu Doraemon ơi, đừng có đi. Nghe mình nói đã. Mình quyết định là mình muốn làm bạn gái của bạn. Không hiểu. Mình quyết định mình như thế rồi. Nhưng mà bạn không hiểu thì mình sẽ buồn lắm ha. Trời ơi. Cái gì vậy tự nhiên? Hơi. Trời ơi. Mày đừng có bài đàn ông không vậy Doraemon. Bạn không thích mình thì mình sẽ buồn lắm ha. Trời ơi, đi bỏ mình đi vậy luôn hả? Trời ơi, đi xuống cái này mệt quá. Trời ơi. Đi thẳng lên cái này là được. Trời ơi, ngu gì mà ngu rửa. Đây Doraemon ơi, tao biết không? Cậu đâu rồi? Đi đâu vậy bà nội? Đây, cho năm cái bánh rán. Đây là cái bánh rán mà mình đã. Đây là. Đúng rồi đó. Ok, mình cho cậu 5 cái luôn nè. Cậu làm bạn gái của mình nha. Ủa lộn, cậu làm bạn trai của mình nha. Ủa trời ơi, mình không được mà mình cậu nhận bánh rán của mình rồi, cậu ăn rồi, cậu phải thực hiện lời nói. Không ăn nữa. Nhưng mà ok, cậu trả cho mình từng 8 cái, ok, mình sẽ ăn hết rồi. Chấp. Ủa, bánh rán này có nhân sô cô la. Ngon thật, đây là đúng là loại bánh rán thượng hạng. Trời ơi, nó sao ngon gì đâu luôn. Bạn nói gì kỳ đó hôm nay. Mình phải đi gặp Mimi đây. Bạn đừng có nói những cái gì kỳ cục nữa nha. Không được. Doraemon ơi, bánh rán của cậu nè. Cậu không thích ăn bánh rán này hả? Nè, cậu hửi thôi đi. Thơm lắm. Đây là bánh rán nhân sô-cô-la loại mới nhất có ở thế kỷ 21 luôn. Ôi, không được mà. Mình có Mimi nữa. Mình đã có Mimi trong lòng. Bây giờ mình không ai có thể thay thế Mimi. Bạn phải là của Nobita. Bạn không được làm thay đổi lịch sử. Mimi không có thích bạn đâu. Mimi không có thích bạn đâu. Mimi thích mình mà. Mimi thích trai anh. Dài ôi là dài. Mimi bảo là thích trai anh. Mình có tâm sự với Mimi á. Mimi nói bạn là một con chuột trống. Vừa xấu vừa xí. Gì? Doraemon. Hả? À, Mi kìa. Ủa ai? Ủa Mimi hả? Đúng rồi. Ủa mà sao Mimi? Ôi nãy giờ anh nói chuyện với bạn siêu ca nhưng mà Ca ơi. Có lộn Mimi ơi. Ok ok. Hả? Gì vậy? Mimi ơi, Doraemon vừa tỏ tình với tôi á. Anh ấy còn cho tôi bánh rán nữa nè. Cậu có muốn ăn thử không? Đây là loại bánh rán anh ấy thích nhất á. Cậu ăn thử đi, ngon lắm. Không có. Doraemon.
Cậu dám phản bội mình? Không phải mà mình sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa đâu. Doraemon ơi, cho bạn cá đi. Doraemon ơi, giờ bạn quyết định rồi, bỏ bạn rồi. Xong rồi Doraemon ơi, Mimi đã bỏ bạn rồi, vậy bạn làm bạn trai của mình nha. Doraemon ơi, Doraemon ơi thôi đừng có buồn mà, bạn là bạn trai của mình nha. Mình sẽ đi nói với Nobita là cậu đã tỏ tình với mình. Sau đó Nobita sẽ không chơi với cậu nữa. Leo leo. Mà Doraemon ơi, cậu nhìn nè, đố cậu mình là ai. Ha ha ha, Doraemon đã bị dụ, bây giờ Mimi đã bỏ cậu giờ. Leo leo. Chạy thôi mọi người ơi. Ok mọi người ơi, và mình đã cho thằng quỷ Doraemon thành công và nó vẫn chưa biết Mimi là hi ha nữa mọi người ơi. Bây giờ là mình không biết nó đang làm gì. À, ok mọi người ơi, và video của mình đến đây cũng hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Còn bây giờ thì mình tạm biệt mọi người, nó đánh chết mình.